Rồi chào em. Em có đã con đợi X100 anh em ơi. Rồi này, xe có giấy em. Rồi ai muốn mua nguyên cục em bán nguyên cục luôn. À, bình này đầu rớt rồi nha anh em ơi. Đầu rớt giống như riêng luôn nha. Ron riêng còn luôn à. Rồi nồi chưa rớt anh em ơi. Bị gãy ốc bị bể anh em ơi. Nồi bao mạnh nha, có hú nhẹ anh em ơi. Xe bao im nha. Bao mạnh luôn nha anh em ơi. Rồi giá của máy là full phụ kiện em ơi, phụ kiện cần số giò đạp IC mobil sạc đầy đủ anh em, đường điện anh em ơi, bình xăng combo E luôn nha. Rồi đem test máy thử cho anh em nghe, đập nhẹ nhàng chạy anh em ơi. Khói anh em ơi. Rồi garanti thì hầm luôn nha. Bao im bao mạnh nha anh em ơi. Nồi hú nhẹ nha. Nồi zin chưa mở. Đốc. Đầu rớt rồi anh em ơi. Đầu rớt rồi nha. Rớt rồi nhưng im anh em ơi. Về gắn xe cỏ chở kè kéo đi bài anh em ơi. Rồi garanti thì hầm anh em ơi. Garanti thì hầm luôn nha. Garanti thì thầm luôn. Ga ngọt, ga ngọt không thục em ơi. Máy nổ thì thầm anh em ơi. Rồi. Full cục máy. Bình xăng con bô e. Sạc. Mô bin sườn, đường dây điện. Cần số rồi đạp. Rồi 4.8 bao ship anh em ơi. 4.8 bao ship nha. Rồi máy bao im anh em ơi. Không khói nha. Nồi có hú nhẹ. Nồi zin chưa mở. Rồi anh em thấy được thì liên hệ mình nha anh em ơi. Rồi từ đây tới chiều mình ai mua thì mua được. Không phải mình rã sáp thôi nha anh em ơi. Rồi xin chào anh em nha anh em ơi.